Việt Nam tươi đẹp và muôn màu cảnh sắc. Nơi đó, chiều ánh mắt luôn hướng về tương lai. Chiều nụ cười luôn vững một niềm tin. Chiều ước mơ luôn khát khao cháy bỏng về một tương lai xanh, sạch, đẹp hơn. Một tương lai ta chung tay vun đắp. Một tương lai ta chung sức giữ gìn. Một tương lai ta cùng nhau vững bước để đất nước ta thêm xanh, sạch, đẹp. Hãy cùng nhau tái chế bao bì. Bởi mỗi bao bì được tái chế là một cơ hội được trao đi. Bởi mỗi bao bì được xử lý là một món quà đáng quý. Để trái đất thêm xanh, môi trường thêm sạch và Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn, hãy đồng hành và lan tỏa thông điệp tích cực cùng Pro Việt Nam trên chuyến hành trình này. Liên minh tái chế bao bì Việt Nam vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.